Trên thế giới ngày hôm nay có nhiều thông tin đáng chú ý, đặc biệt là những nội dung mà Quỳnh Anh sẽ truyền tải tới quý vị ngay sau đây. Ukraine tuyên bố sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ bằng mọi giá. Chiến hạm Nga bắn hạ xuồng tự sát Ukraine trên Biển Đen. Nga bắt công dân Mỹ nghi là gián điệp. Mỹ, Nhật, Hàn trước kịch bản NATO châu Á. Ukraine tuyên bố sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ bằng mọi giá. Ukraine sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ bị Nga kiểm soát, cho dù mất bao nhiêu lâu, Ngoại trưởng Ukraine Dmitry Kuleba tuyên bố. Mục tiêu của chúng tôi là chiến thắng với hình thức giành lại toàn bộ lãnh thổ trong biên giới được quốc tế công nhận năm 1991. Chúng tôi không quan tâm mất bao lâu. Ngoại trưởng Ukraine Kuleba trả lời phỏng vấn truyền thông. Ông nhấn mạnh miễn là người dân Ukraine chia sẻ mục tiêu này, chính phủ Ukraine sẽ chung tay với người dân của mình. Ukraine mở màn chiến dịch phản công được mong chờ từ lâu vào đầu tháng 6. Sau hơn 2 tháng, giới chức Ukraine thừa nhận tốc độ phản công chậm hơn dự kiến do phải đối mặt với thách thức từ hệ thống phòng thủ kiên cố của Nga. Mặc dù vậy, Ngoại trưởng Kuleba khẳng định Kiev không chịu sức ép từ các đồng minh, đối tác phương Tây về việc phải tăng tốc độ phản công. Chúng tôi không cảm nhận thấy điều đó, tức là sức ép phản công, ông Kuleba nói. Mặt khác, ông nhấn mạnh Ukraine vẫn cần nguồn viện trợ vũ khí đạn dược của phương Tây cho đến khi Kiev đẩy lùi toàn bộ lực lượng Nga ra khỏi lãnh thổ. Sự thật là cho đến khi chúng tôi giành chiến thắng, chúng tôi cần thêm rất nhiều sự hỗ trợ bởi vì cuộc chiến là thực tế mà chúng tôi cần phải giành chiến thắng. Không có cách nào khác, Ngoại trưởng Kuleba cho biết. Kiev nhiều lần nêu rõ lập trường không bao giờ nhượng bộ về lãnh thổ để đổi lấy hòa bình. Kiev chỉ trích ý tưởng của Chánh Văn phòng Tổng thư ký NATO Stian Jensen rằng Ukraine nên nhượng đất cho Nga để được kết nạp vào liên minh do Mỹ dẫn dắt. Về vấn đề này, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày hôm nay khẳng định Ukraine mới có quyền quyết định các điều kiện hòa đàm với Nga. Chỉ người Ukraine mới có thể quyết định khi nào và điều kiện nào phù hợp để đàm phán. Chỉ Ukraine mới có thể quyết định tại bàn đàm phán đâu là giải pháp chấp nhận được cho cuộc xung đột. Ông Stoltenberg nêu rõ. Ông cũng khẳng định vai trò của NATO là tiếp tục hỗ trợ Ukraine giành chiến thắng trên chiến trường để nâng cao vị thế của Kiev trên bàn đàm phán với Moscow. Nga hiện kiểm soát gần 1/5 lãnh thổ Ukraine. Bán đảo Crimea sát nhập vào Nga năm 2014 sau một cuộc trưng cầu dân Ý gây tranh cãi. 4 tỉnh của Ukraine gồm Donetsk, Lugan, Kherson, Zaporizhia cũng sát nhập vào Nga theo hình thức tương tự vào hồi tháng 10 năm ngoái. Ukraine tuyên bố sẽ giành lại toàn bộ lãnh thổ bị Nga kiểm soát, khôi phục đường biên giới năm 1991. Tuy nhiên, giới chức phương Tây tỏ ra hoài nghi về mục tiêu này của Ukraine trong tương lai gần. Moscow nói rằng chiến dịch phản công của Ukraine đã thất bại với những tổn thất nặng nề. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trong tuần này cho biết Ukraine đã gần như cạn kiệt nguồn lực quân sự bất chấp phương Tây liên tục viện trợ. Chiến hạm Nga bắn hạ xuồng tự sát Ukraine trên Biển Đen. Moscow cho biết xuồng tự sát Ukraine tìm cách tấn công chiến hạm thuộc hạm đội Biển Đen và đã bị lực lượng Nga bắn hạ. Vào 22 giờ 55 phút ngày 17 tháng 8, tức 2 giờ 55 phút ngày 18 tháng 8 theo giờ Hà Nội, lực lượng vũ trang Ukraine sử dụng một xuồng không người lái thực hiện cuộc tấn công bất thành nhằm vào các chiến hạm của hạm đội Biển Đen đang làm nhiệm vụ kiểm soát hàng hải ở khu vực Tây Nam Biển Đen, cách Sevastopol 237 km về phía Tây Nam. Bộ Quốc phòng Nga thông báo. Cơ quan này cho biết hộ vệ hạm Pilivi và tàu tuần tra Vasily Bikov đã bắn hạ xuồng tự sát của Ukraine, ngăn phương tiện này tiếp cận mục tiêu và đẩy lùi vụ tập kích. Các chiến hạm tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ được giao, theo Bộ Quốc phòng Nga. Vụ tấn công diễn ra sau khi Ukraine vào ngày 16 tháng 8 công bố video xuồng tự sát tập kích cầu Crimea vào hồi tháng 7, khiến 2 người thiệt mạng và làm hư hại một phần công trình. Phía Ukraine cho biết loại xuồng tự sát này có thể mang theo 850 kg thuốc nổ, từng tham gia tấn công tàu đổ bộ Olegosky-Goniak và tàu chở dầu SIG của Nga. Chiến hạm Nga nhiều lần bắn hạ xuồng tự sát Ukraine trên Biển Đen. Vụ gần nhất diễn ra vào ngày 1 tháng 8, khi tàu tuần tra Sergei Kotov và Vasily Bikov của Nga hạ 3 xuồng tự sát Ukraine tại khu vực Tây Nam Biển Đen, cách Sevastopol 340 km. Giới chuyên gia phương Tây đánh giá đây là loại vũ khí giá rẻ, hiệu quả cao mà Ukraine có thể dùng để tung đòn tập kích vào phía sau phòng tuyến Nga. Họ cũng cho rằng chi phí chế tạo và bảo vệ xuồng tự sát thấp hơn rất nhiều số tiền bên phòng thủ phải chi để đối phó với chúng. Điều này tạo ra lợi thế cho Ukraine. Quân đội Nga gần đây nhiều lần tập kích thành phố cảng Odessa và một số đô thị của Ukraine nhằm phá hủy xưởng chế tạo cùng kho xuồng tự sát, nơi sản xuất và tập kết máy bay không người lái UAV, cùng kho tên lửa, vũ khí và thiết bị quân sự do phương Tây chuyển đến. Nga bắt công dân Mỹ nghi là gián điệp. Tòa án ở Moscow thông báo bắt công dân Mỹ gốc Nga Jenny Spater với cáo buộc gián điệp. Tòa án quận Lofotovsky, Moscow đã ra phán quyết giam giữ công dân Mỹ Jenny Spater với các cáo buộc gián điệp. Theo lời các quan chức tòa án, Spater sinh ra và lớn lên tại Saint Petersburg rồi chuyển đến Mỹ. Ông sau đó trở về Nga làm doanh nhân. Interfax đưa tin Spater đã thỏa thuận với các nhà điều tra Nga và đối mặt với án tù tối đa là 20 năm. Giới chức Nga chưa công bố thông tin cụ thể về Spater. Phát ngôn viên Nhà Trắng John Kirby nói chính quyền Mỹ đang thu thập thông tin về trường hợp của Spater và không bình luận. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết họ đang theo dõi tình hình. Chúng tôi đã nắm thông tin về các cáo buộc nhằm vào một công dân Mỹ tại Nga, theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ. Trong trường hợp công dân Mỹ bị bắt ở nước ngoài, Bộ sẽ làm việc để cung cấp mọi hỗ trợ phù hợp. Spater vào hồi tháng 9 năm 2022, lĩnh án tù 3 năm rưỡi vì liên quan trong vụ hối lộ Anastasia Alexeika, trợ lý của cựu Phó Thủ tướng Nga Akhmed Kadyrovich giai đoạn 2015-2016. Alexeva được cho là nhận hối lộ tương đương hơn 4 triệu rúp dưới hình thức chuyến nghỉ dưỡng đến Thái Lan và Cộng hòa Dominica. Chính phủ Mỹ đang nỗ lực tìm cách để Nga trả tự do cho hai công dân là phóng viên Evan Geskovic và cựu lính thủy đánh bộ Paul Whelan. Mỹ, Nhật, Hàn trước kịch bản NATO châu Á. Vào khuya ngày hôm nay theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol có cuộc gặp thượng đỉnh ba bên được xem như là một bước ngoặt tiến tới mô hình NATO châu Á. Ông Kurt Campbell, điều phối viên Nhà Trắng phụ trách Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cho biết, cuộc gặp thượng đỉnh ba bên Mỹ-Nhật-Hàn sẽ hướng tới một loạt các sáng kiến đầy tham vọng nhằm đạt được tiến bộ giữa ba nước. Phát biểu của ông Campbell được đưa ra trong một sự kiện diễn ra tại Viện Brookings vào ngày 16 tháng 8 theo giờ địa phương. Ông Campbell khẳng định cuộc gặp sẽ định hình mối quan hệ ba bên cho thế kỷ 21. Mặc dù vậy, ông cũng cho biết có thể hình dung được tương lai với nhiều tham vọng hơn, nhưng hãy thực hiện từng bước một để xây dựng một cách thích hợp để không vượt qua khỏi bối cảnh nội bộ từng nước. Điều phối viên Campbell cũng cho biết các thỏa thuận đạt được tại hội nghị thượng đỉnh sẽ là một bước tiến đáng kể trong việc công nhận bức tranh an ninh chung mà mỗi quốc gia đang phải đối mặt và điều đó sẽ đòi hỏi các hành động chung. Đến nay, Washington đã có các thỏa thuận phòng thủ chung chính thức với cả Tokyo và Seoul, nhưng giữa Tokyo và Seoul thì lại có nhiều bất đồng và cách biệt bắt nguồn từ yếu tố lịch sử. Trong cuộc gặp lần này, ba nước sẽ đạt nhiều thỏa thuận về quốc phòng và công nghệ. Ông Campbell cũng ca ngợi lãnh đạo Nhật Bản lẫn Hàn Quốc trong việc hàn gắn bất đồng và việc hàn gắn đó là sáng kiến ngoại giao của thời hiện đại. Đầu tháng 5 vừa qua, Thủ tướng Kishida đã đến Seoul bắt đầu chuyến thăm chính thức Hàn Quốc trong 2 ngày. Ông Kishida đã trở thành thủ tướng đầu tiên của Nhật đến thăm Hàn Quốc sau 12 năm. Trước khi Thủ tướng Kishida thăm Hàn Quốc, Tổng thống Yoon vào hồi tháng 3 cũng đã có chuyến thăm Nhật Bản, đồng thời có những nỗ lực tăng cường quan hệ giữa Seoul với Tokyo. Mức độ hợp tác ngày càng tăng giữa ba nước dựa vào các yếu tố. Thách thức ngày càng lớn từ Triều Tiên đối với cả ba nước. Trung Quốc không có khả năng hoặc không sẵn sàng kiềm chế Triều Tiên. Thách thức ngày càng gia tăng của Trung Quốc đối với Mỹ và Nhật Bản. Thực tế cho thấy Seoul không thể chỉ kỳ vọng vào Bắc Kinh để giải quyết vấn đề Triều Tiên. Vì thế, Seoul cần sự hỗ trợ của Washington cũng như quan hệ của Tokyo với Washington. Trong khi Hàn Quốc không cảm thấy bị đe dọa trực tiếp bởi Trung Quốc, thì việc lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tuyên bố chuẩn bị cho chiến tranh và giới thiệu các hệ thống tên lửa mới khiến Hàn Quốc gác lại bất đồng với Nhật Bản để ứng phó. Đối với Mỹ, việc đưa Nhật Bản và Hàn Quốc xích lại gần nhau sẽ củng cố thế trận ở khu vực Đông Bắc Á, giúp Mỹ có thêm nguồn lực tập trung để giải quyết các quan ngại ở Biển Đông. Một là phương thức phối hợp theo chiều dọc. Chuỗi phối hợp theo chiều dọc là phương thức phối hợp cơ bản và là nền tảng cho các phương thức phối hợp khác. Đây cũng là phương thức nhằm tạo ra những tác động theo chiều sâu và tạo ấn tượng mạnh đến đối tượng. Trong cuộc chiến tuyên truyền giữa Nga và phương Tây, hệ thống phối hợp theo chiều dọc là một chuỗi các hành động công cụ và hệ thống tác động chính trị tư tưởng có chủ đích đi từ trên xuống. Đối với Liên minh châu Âu, chuỗi phối hợp theo chiều dọc bắt đầu từ cơ quan lãnh đạo của EU, sau đó đến các quốc gia thành viên, tiếp đến là các nhà lãnh đạo và các ngành lĩnh vực. Tùy vào tình hình thực tế của từng quốc gia, chuỗi phối hợp theo chiều dọc có thể kéo dài từ 3 đến 4 cấp hoặc nhiều hơn. Hành động ủng hộ Ukraine của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương được thể hiện trên nghị trường và trong những phát ngôn chính thức của Liên minh quân sự này là điểm khởi đầu cho các chuỗi phối hợp theo chiều dọc. Có thể thấy rõ điều đó trên các phương tiện tuyên truyền của Anh khi các nhà lãnh đạo Anh liên tục có những phát ngôn thể hiện quan điểm cứng rắn đối với Nga và ủng hộ Ukraine. Chuỗi phối hợp theo chiều dọc tiếp tục được nối dài với việc ban tổ chức giải bóng đá ngoại hạng Anh quyết định thể hiện sự ủng hộ đối với Ukraine thông qua những động thái như thay đổi bộ phận cũng như cùng với giải đấu xuất hiện trên sóng truyền hình trực tiếp ở cả trong và ngoài nước theo màu cờ Ukraine. thay ảnh đại diện trên các tài khoản mạng xã hội của giải bóng đá ngoại hạng Anh bằng hình ảnh lá cờ Ukraine kèm theo logo giải đấu quyên góp tiền để viện trợ cho người dân Ukraine. Hai là phương thức phối hợp theo chiều ngang. Chuỗi phối hợp theo chiều ngang là sự phát triển tiếp nối của những chuỗi phối hợp theo chiều dọc, góp phần lan tỏa rộng rãi những tác động của các phương tiện tuyên truyền đi xa hơn, vượt khỏi phạm vi của một ngành, một địa phương, một quốc gia, một khu vực cụ thể. Có thể chỉ ra một số chuỗi phối hợp ngang như sau. Trong EU và NATO, các quốc gia đồng loạt đưa ra các biện pháp cấm vận đối với chính phủ và người dân Nga, như cấm vận hoạt động hàng không của Nga, cấm các kênh truyền hình và hãng thông tấn của Nga hoạt động trên lãnh thổ EU và NATO, cấm các tài khoản mạng xã hội của Nga, hạn chế một phần hoặc ngắt kết nối mạng của Nga đến các nền tảng Facebook, Twitter và YouTube trong mỗi nước phương Tây. Nhiều phương tiện ở tầm quốc gia cũng được sử dụng tuyên truyền chống lại Nga tùy vào tình hình và điều kiện của quốc gia đó. Ví dụ ở Anh, nước này vừa sử dụng các công cụ truyền thông như các nền tảng truyền thông xã hội, báo điện tử, truyền hình, vừa sử dụng các công cụ tài chính, các công cụ ngoại giao và các thiết chế văn hóa, thậm chí thông qua sử dụng giải bóng đá ngoại hạng Anh để ủng hộ Ukraine. Đối với mỗi hãng thông tấn và tập đoàn truyền thông, phương tiện chuyên truyền đắc lực của các quốc gia phương Tây, chuỗi phối hợp theo chiều ngang được thể hiện rất rõ. Việc sử dụng phương tiện truyền thông xã hội đa nền tảng từ Facebook, Instagram, Twitter, YouTube cho đến các ứng dụng di động, các kênh truyền hình, các website và tuyên truyền bằng nhiều ngôn ngữ ở hầu khắp các quốc gia trên thế giới có thể tạo ra những tác động mạnh mẽ ngay lập tức. Ba là phương thức phối hợp bên trong và bên ngoài hệ thống. Sau khi cuộc xung đột ở Ukraine nổ ra, truyền thông Mỹ và phương Tây đồng loạt sử dụng cụm từ xâm lược để nói về hành động của Nga. Rõ ràng, Mỹ và các quốc gia phương Tây là các chủ thể độc lập, nhưng trong tuyên truyền về cuộc xung đột này, các hãng truyền thông của các quốc gia này đã đứng chung một chiến tuyến. Trong số 27 quốc gia thành viên EU, có 21 thành viên tham gia NATO. Có thể thấy sự phối hợp bên ngoài là giữa cơ quan truyền thông trong nước và nước ngoài, giữa EU với Mỹ, Anh, Canada. Chuỗi phối hợp này có chủ đích xây dựng hình ảnh một nước Nga với hành động xâm lược trong mắt người dân châu Âu, người dân Mỹ và xa hơn là tới cả công dân của các quốc gia và vùng lãnh thổ khác trên thế giới. Chuỗi phối hợp bên trong và bên ngoài còn được thể hiện thông qua sự phối hợp giữa các hãng truyền thông, những hành động của các chính phủ phương Tây về các thiết chế văn hóa toàn cầu như Liên Hợp Quốc, Liên đoàn bóng đá thế giới, Liên đoàn bóng đá châu Âu, Ủy ban Olympic quốc tế, Ủy ban Paralympic quốc tế và nhiều thiết chế văn hóa khác. Chuỗi hoạt động cấm vận nhằm vào Nga tạo nên những tác động chính trị, tư tưởng trực tiếp đến người dân và chính phủ Nga, cũng như đối với cả quốc gia và người dân trên toàn thế giới, từ đó đặt Nga vào tình thế bị bao vây cấm vận. 4 là phương thức phối hợp phức hợp. Đây là phương thức mà ở đó chuỗi phối hợp được tạo ra từ các phương tiện theo chiều dọc và chiều ngang và có khi kết hợp cả bên trong với bên ngoài hệ thống. Trong chuỗi các hoạt động nhằm chống lại ảnh hưởng của các phương tiện tuyên truyền từ Nga, các quốc gia phương Tây đã sử dụng công cụ hành chính, pháp luật để ngăn sự hiện diện của chúng ở các quốc gia này. Cụ thể, ngày 3 tháng 3 năm 2022, website và Twitter của những hãng thông tấn Nga đã bị cấm hoạt động ở EU. Bên cạnh đó, các chương trình truyền hình và các nền tảng khác như YouTube, Facebook của hãng tin này cũng bị hạn chế ở EU, Mỹ, Anh và Canada. Các hãng thông tấn của Nga cũng chịu ảnh hưởng tương tự. Các phương tiện tuyên truyền của Nga bị cấm dẫn tới sức ảnh hưởng bị giảm sút và suy yếu khả năng chiến đấu trên mặt trận thông tin tuyên truyền. Khi đó, các phương tiện của phương Tây sẽ trở thành kênh tuyên truyền duy nhất. Đó là cách mà công cụ hành chính hỗ trợ hệ thống các phương tiện truyền thông. Phương thức phối hợp, phức hợp góp phần tạo ra một sức mạnh toàn diện cho hoạt động tuyên truyền. Các phương tiện hỗ trợ lẫn nhau bằng cách tấn công vào điểm yếu của đối phương để gia tăng sức mạnh cho hệ thống của mình, mà cụ thể trong tình huống này, đó là ngăn chặn sự ảnh hưởng từ đối phương. Phương thức phối hợp các phương tiện tuyên truyền của Nga. Trong cuộc chiến tuyên truyền về chiến dịch quân sự đặc biệt của mình, Nga không có đồng minh. Do vậy, các phương thức phối hợp sẽ bị hạn chế về quy mô. Các phương tiện tuyên truyền của Nga chủ yếu hoạt động qua các phương thức sau. Thứ nhất, phương thức phối hợp theo chiều dọc. Từ người đứng đầu chính phủ Nga, các bộ trưởng, các lãnh đạo ngành liên quan cho tới người phát ngôn của Tổng thống Nga, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga đều có những thông điệp rõ ràng nhất quán, thể hiện sự thống nhất từ trên xuống dưới. Điều đó làm cho nội dung tư tưởng có nhiều chiều sâu và tác động mạnh đến công chúng, thúc đẩy hình thành niềm tin và sự ủng hộ. Theo một báo cáo ngày 27 tháng 2 năm 2022, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tăng từ 64% lên 71%. 3 ngày sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Sự ủng hộ của người dân trong nước chính là một nền tảng quan trọng trong việc triển khai các hành động tiếp theo của chính phủ Nga trong cuộc chiến Ukraine. và điều quan trọng là những thông điệp đó được thực thi và triển khai trên chiến trường. Những bằng chứng về việc quân đội Nga không tấn công dân thường, không giết hại binh lính Ukraine khi họ đầu hàng, tất cả đã tạo nên những tác động chính trị, tư tưởng phù hợp với mong muốn của chính phủ Nga. Thứ hai, phương thức phối hợp theo chiều ngang. Ở phía Nga, đó là sự vào cuộc của các bộ ngành cùng nhằm truyền đi những thông điệp mà chính phủ Nga đã đưa ra, trong đó hoạt động của các cơ quan truyền thông, hãng thông tấn giữ vai trò chủ đạo. Mặc dù gặp phải sự ngăn chặn quyết liệt từ các quốc gia EU và NATO, các cơ quan truyền thông của Nga đã linh hoạt lựa chọn các nền tảng truyền thông xã hội phù hợp để hoạt động như Telegram và TikTok. Bên cạnh đó, Nga cũng sở hữu mạng xã hội sử dụng tiếng Nga do chính người dân Nga phát triển. Theo số liệu thống kê của hãng nghiên cứu thị trường, tính đến tháng 1 năm 2022, có khoảng 100 triệu người dân Nga sử dụng, chiếm khoảng 54% số lượng người sử dụng mạng xã hội thường xuyên tại quốc gia này. Tương tự như các hãng truyền thông phương Tây, các hãng truyền thông và thông tấn của Nga cũng có các kênh bằng ngôn ngữ tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha để phục vụ công chúng toàn cầu nhằm mở rộng phạm vi ảnh hưởng. Thứ ba, phương thức phối hợp phức hợp. Khi các phương tiện truyền thông bị hạn chế, các thiết chế văn hóa như bóng đá, thế vận hội bị tấn công, Nga cũng sử dụng chuỗi phối hợp phức hợp. Các công cụ hành chính cũng được sử dụng, Nga hạn chế và cấm hoạt động đối với YouTube, Facebook và Twitter. Tổng thống Nga Putin đã ký ban hành đạo luật chống tin giả đối với hoạt động của quân đội Nga. Các chính sách kinh tế cũng đưa ra để đối phó với các lệnh cấm vận của phương Tây. Tất cả nhanh chóng được các hãng truyền thông và thông tấn đưa tin trên các nền tảng mạng xã hội. Như vậy có thể thấy, trong phương thức phối hợp phức hợp, năng lực ngăn chặn được thể hiện khá rõ ràng. Thứ tư, phương thức phối hợp bên trong với bên ngoài. Nga không chủ động sử dụng phương thức phối hợp này mà để phương thức này được hình thành một cách tự nhiên, có thể kể tới sự phản ứng của Đại sứ quán Trung Quốc ở Nga đối với những nội dung mà phương tiện tuyên truyền của phương Tây đưa ra. Tiếp đó là những phát ngôn của Bộ trưởng và người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc chỉ trích Mỹ và NATO. Tuy nhiên, khác với phong cách rầm rộ đến từ các phương tiện truyền thông của phương Tây, các phương tiện tuyên truyền của Nga lại tỏ ra khá chậm rãi. Trong cuộc chiến này, thay vì không gian của báo chí và các phương tiện truyền thông cũ, các phương tiện tuyên truyền chính trị giữa Nga và phương Tây hiện nay đã chuyển sang một không gian mới, không gian của các phương tiện truyền thông xã hội. Trong bối cảnh đó, rõ ràng, Nga ở vào thế bất lợi hơn so với các quốc gia phương Tây khi các trang mạng xã hội, các hãng truyền thông lớn của thế giới đều của phương Tây, mà chủ yếu là Mỹ. Tuy nhiên, việc sở hữu mạng xã hội riêng với khoảng 100 triệu người sử dụng thường xuyên tại Nga và đạo luật chống tung tin sai lệch về quân đội Nga đã giúp Nga xử lý không gian thông tin và bảo vệ người dân trước những quan điểm sai trái thù địch. Từ cuộc chiến tuyên truyền giữa Nga và phương Tây về cuộc xung đột Ukraine càng cho thấy, việc phải có những phương tiện tuyên truyền hiện đại để xây dựng được một nền tảng truyền thông quốc gia vững mạnh nhằm bảo đảm an ninh thông tin của đất nước, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc là điều cần thiết đối với bất kỳ quốc gia nào trong kỷ nguyên số như hiện nay. Những thông tin vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi. Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau trong các bản tin kế tiếp trên kênh Tin tức Việt. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại!